Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình ra nhà của bé Long để mò hến đó các bạn. Nãy giờ mình đã mò được nửa thao rồi. Nhi đang cầm á, giờ mình với thằng Long đang mò tiếp, nó mất tiêu rồi. Cảm ơn. Cái này mình chỉ cần lấy gỗ xuống mình xúc rồi mình sàng lên thôi đó các bạn. Có không Long? Em thấy nó toàn tắm rồi. Trời ơi, gì mà gông kêu không gì nè. Mò tiếp thôi. Long ơi. Dạ em. Ở đây có chim chép nữa các bạn. Bu cha cha nè, hến nè. Chị cảm ơn mời được con chém bự quá. Được bao nhiêu đây? Chị cảm được con chém rồi. Trời ơi, đắt không? Không sao đâu. Nhớ mày ngoái sau con cầm. Mời chim chép với lại hến. Mình chỉ cần lấy gỗ mình đãi chứ thôi. Lại mình cứ bóc mình bỏ vô, bóc mình bỏ vô. Đơn mới được cái gì thì được. Ở chỗ của bé Long rất là nhiều hến luôn nè. Chỉ cần mò xuống một xíu thôi các bạn là được bao nhiêu hến này nè. Con nào cũng hiểu luôn luôn. Sắp đầy ra. Lại mình đi. Chịu thấy cái hồng, lấy cái hồng nhỏ xíu. Đi đâu về vậy? Mượn chỗ chị xíu nha. Đi có cao hả? Long mò hến tiếp chị đi đâu vậy? Hồi nãy nước rộng nhưng mà giờ nó lớn. Bãi xin ra nước rộng. Kệ đi chơi vẫn có nhiều mà. Mà đẻ cây xuống cho mẹ Long. Đó. Bãi em nhanh lên. Hến có, ốc quắn có. Hến trắng, hến đen. Ê! Vỏ đồ cũng có luôn lộn sò bằng ở đây vỏ với hả nãy gì ra mày kia kìa mày đâu ra chỗ mình đi đó tuốt mày kia hả xa quá chị ơi mẹ sao quá mẹ vậy kêu mình thư lên đi chứ gì vậy chứ gì vậy mày gái chị Cẩm ơi vậy đầy hao anh nè gì mèo chứ vậy đầy thiệt luôn hả? Ôi mau với là để chị mò thêm cái nữa mình vô chiều qua. Chị Cảm ở đây chờ, ở đây mò chút đi. Cưng có mò tiếp chị đâu? Ở đây luôn. Lo tắm luôn mà. Thôi. Nè. Con nào đây uống nâu ha. Này chị Cảm. Trời ơi, hập xuống cái ngồi đụng con, hập xuống cái ngồi đụng con. Biết chừng nào mới xong. Lựa ra sao mình lượn đủ nó vậy? Có hến vỏ hến đủ hến con ơi được rồi đó nhiều đây mình về được rồi nha.
đó bỏ đi. Ở đây chơi cấp đi lên nè. À, nãy giờ mình bao nhiêu hắn nha các bạn. Mình xách nước ra. Mình đem lên mình cân thử là được mấy ký. À 4 ký luôn các bạn. Nãy giờ mò được xíu mà được 4 ký luôn hết luôn các bạn. Giờ mình về mình ngâm cho nó nhả hết cái đất ra đó. Rồi mình nấu món ăn hết thì mình nấu được rất là nhiều món luôn. Ăn rất là ngon. Về mày bóc vỏ ra. Đi về thôi mấy đứa ơi. Vậy em về nha. Ăn mày đó. Về năm mai. Của nhà con đây cho bọn. Ừ, chị đi về. Chị đó đi. À, hết mình đã mang về tới nhà nè các bạn. Giờ mình sẽ đổ vô đây để rửa nha. Rồi đổ nước cho chị đi. Có mấy con hến nhỏ nữa nè. Để cái nào đó mình lên. Này lụm mấy con hến nhỏ này nha. Chị hốt con lụm nha. Rất chân. Ui, thật là một tí. Đây con này bự ha. Cái này mình luộc lấy cái ruột ở trong ra đó các bạn. Mình sẽ lựa ra rồi ngâm nha các bạn cho nó nhả hết đất rồi ngày mai mình mới nấu được. Xịn nè. Rồi Nhi xúc nước cho chị đi. Hến vỏ nè. Bỏ hến vỏ xuống sông nữa nó có con hến mới. Hay gì? Thiệt không? Thiệt. Bỏ nhiều vô. Đổ đổ vô cái gì? Ở nhóc trơn nó lộn chổng. Chắc là chị Len Anh ăn xong rồi đổ xuống đó các bạn. Nên có hến vỏ. À, nãy giờ chị em tụi mình đã rửa và lựa mấy cái hến vỏ rồi đó các bạn. Thì được bao nhiêu nè. Giờ mình chắc thêm nước nữa rồi Nhi đổ thêm đổ nước vô đi. Rồi mình ngâm tới sáng mai là mình ăn được rồi đó. Ui, rồi lấy cái gì mình dằn lại không thôi là nó sẽ bò đi chỗ khác. Nó có bò được không? Được. Thiệt, chị nói thiệt. Nó không bò được làm gì nó trôi dạt vô trong đây mà mình. Ờ, hến hôm qua giờ mình ngâm đó các bạn. Nè, con hến nó mở nắp ra nè các bạn. Mình đụng nó cái nó hiếp lại nè. À, lè lưỡi ra nè. Giờ mình sẽ rửa cái hến này để làm món ăn nha bạn. Các bạn hôm nay mình sẽ làm cái món hến cuốn bánh chén á. Món này thì rất là ngon luôn. Mình có chuẩn bị một ít rau nè, lại bánh chén, bún. Giờ mình rửa cái thằng hến này, sau đó mình đem đi luộc trụng cho nó. Mình lấy cái ruột của nó nha. Mình chậm rồi nước sôi đó các bạn, mình sẽ cho hến vào để mình lấy cái ruột ra nha. Có ừ.
chừng 3-4 phút thôi các bạn là cái ruột nó nổi lên nè, bắt đầu mình vớt nè. Để cho chị thêm một cái hào nữa đi mấy đứa. Dạ. Cái ruột nó nổi lên mình sẽ vớt trước, còn mấy cái phần chuyện kia hiện lát mình sẽ vớt ra sau rồi mình lựa lại. Nè lựa gì nè phải không? Nè bỏ qua tô cá nghe chưa? Giỏ thì mình bỏ. Để nhanh tay nha, thôi là tới chiều đó. Cái phần thịt thì nó nổi giáp, cái này thì giáp. Rồi mới lựa nha. Dạ. Nãy giờ mình moi ruột hến thì được bao nhiêu rồi nè các bạn? Mình nghĩ là 4 kg lô hến mà lấy ra chắc còn được khoảng 800 gram là nhiều lắm rồi ruột á. Giờ đang lấy nha. Lát mình sẽ rửa lại tại vì nó còn đất ở chổng. Tích gùi chứ mấy mũi đâu. Mấy nhiêu đứng. Củ bánh chén thì mình cần có ra với lại dưa leo đó các bạn. Giờ mình sẽ cắt dưa leo dài ra đằng dễ cuốn nha. Cái này mình cắt luôn. Đi lứa lựa hỏi mỗi cái cổ hết rồi. Kén đi gần xong rồi. Mình đã đại lấy ra ruột xong rồi đó các bạn. Thì được bao nhiêu đây nè. Giờ mình sẽ rửa lại nha. Mình rửa lại với nước sạch. Món rất là ngon. Con nào con lấy uống luôn. Mình đã thử tỏi xong rồi các bạn. Hành tỏi với lại hành phi đó. Giờ mình sẽ cho hến vào rồi mình xào nha. Cho nó thơm nha. Mình xào cho nó săn lại đó. Mình cuốn ăn thì nó rất là ngon. Giờ mình sẽ nêm nha. Cho vô một ít đường. Mình cho thêm một tí hạt nêm nữa. Và một chút nước mắm. Rồi mình đảo đều lên. Áo không được, nấu canh. Rồi mình kho với xả. Đặc biệt là cái món cơm hến ăn rất là ngon. Đã chín rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắt một ít hành bỏ vô nha. Cho nó thơm hơn. Này, nhìn món hến của mình rất là hấp dẫn luôn.
cái món cuốn bánh chén, bánh cuốn bánh chén của chị em tụi mình đã xong rồi các bạn. Mời các bạn cùng dùng chân nha. Giờ chị cuốn mẫu cho con cái trước nha. Hẹn chị cuốn mẫu em leo nè. Ừ, để chị cuốn dùm cho dưa leo. Rồi, khoan bún trước đi. Nè, bún nha. Bún chảy đều ra. Cái này nè, chị chỉ cho nè. Cái này nó giòn. Trời ơi, nó ra. Một ít giá xào đó. Lúc nãy mình xào đó, các bạn đó. Chưa. Để vô. Giá. Ừ, giá xào ngon. Rồi. Giá. Một ít rau thơm. Chưa. Cái này là ngò. Để vô đi tì, chị nói ngon rồi ngon. Dưa leo không? Nhíp cá, nhíp cá nữa. Rồi quắn này. Cái này là... Cái này không? À, nó nhủi hến để vô đây đi đó, rồi là hến khỏi hến được không hay là nhiêu đây mình cuốn này là thấy ngon rồi đó người có hến để ngon nó ăn được chút xíu xíu rồi bây giờ chị sẽ cuốn lại nha nó rồi hến ra ui chị cuốn là to nhanh ghê à đây chấm với cái nước chấm gừng với lại tỏi ớt không? Của mình đâm các bạn thêm một ít chanh nữa thì ngon vương mượn không mượn mượn đồ ăn sao vậy mấy đứa cái này cái nào mình phải để đầy đủ chị sẽ để đầy đủ chị để ít dao thôi nhưng mà đầy đủ thì cưng ăn cơm mới ngon được hiểu chưa chấm nước mắm kìa Nhi. Rồi sao cảm nhận sao nói đi. Ngon. Rồi sao nữa sao ngon không vậy? Nếu để dao cái này nó thơm. Ăn cái món cuốn này là mình phải để đầy đủ. Chết rồi hình như chị thiếu gì của cưng rồi đó. Bún. Hèn chi thấy nó sẹp sẹp. Bún hết này nữa. Tại vì nhiều quá mình quên một thứ rồi. Chị cuốn hồi hến nó văng ra cho nó nguyên ơi. Đây. Bỏ vô đó thầy. Sao mấy đứa? Ở nhà ba mẹ có làm cho món này ăn không? Có. Có nhưng mà không có giá. Những cái tăng này. Không có gì. Chưa ăn nè. Giá. Thấy có giá đó ngon hơn không? Ừ. Giá xào đó ngon hơn không? Đúng không? Những này dĩa này bày giống bún đậu mắm tôm ha. Trời ơi. Chị này chị đi. Cho chị ha. Ừ. Chị đi bán được chưa ta? Chưa. Sao giờ? Làm cho mấy em ăn được rồi. Khỏi quá. Không đi bán hả? Một 4kg hến mà ra còn khá nhiều đó. Em thấy là nguyên thao luôn á. Nguyên thao đầy luôn mà bây giờ ra là chỉ còn bao nhiêu đó thôi. Dưa leo, quan trọng là dưa leo. Nó mấy đứa đừng có cái phần nước á, lấy ít thôi, lấy nhiều là nó bị dẹp. Cái bị ướt cái bánh chén khó cuốn. Nè thấy chưa? Không quả nè. Không có cái nữa. Sao cái cuốn của chị nó bự dữ vậy nè. Má ra nè. Giang thử nha. Bự quá. Giờ chấm thử nha. Bự quá. Quá ngon. Tuyệt vời. Mùi của hến thêm gạo đó mình chấm cái nước chấm này nữa ăn rất là ngon. Món này là mình phải có đầy đủ gạo. Em hết rồi. Thử làm đi. Không biết làm. Muốn làm món này nữa không? Mấy đứa ăn cơm hến chưa? Chưa. Hến mình có thể làm được nhiều món lắm. Bữa nào mình làm cơm ăn thử.
Sao hồi nãy chị không để này vô sao? Chị quên. Ủa chị có để mà, cuốn đầu tiên chị có để mà. Chưa, để chị đem cái đây. Chị nhớ có để mà. Nãy giờ là anh Ti với Thảo Nguyên, Thảo Di mà Thảo Di đi công chuyện rồi. Là gỡ hết cực lực luôn. Thấy mình đi học về vậy chứ. Hồi đó đi học về là vô, có học ăn liền thấy không? Nãy giờ là hai nhỏ gỡ hết cực lực luôn đó. Thảo Nguyên, chanh chanh. Mình chanh lấy muỗng đi. Gỡ hết cực lực hết. Bún này nè Trang với Hến ăn cũng ngon lắm á. Em thường ăn với cơm á. Hử? Em thường ăn với cơm. Rồi thôi khốn rồi. Giống Nhi. Giống Nhi. Xấu à. Nó tái cay quá. Cay mà ngon dữ vậy. Ừ. Cái này cay không? Ui gọi rớt luôn rồi. Có nửa trái ớt á. Cái sao? Nhưng mà trái ớt bự. Phải cay cay nó mới ngon. Gió còn hến cảnh. Nhưng mà cái cuốn này không nó còn cũng chị thấy cũng vừa ăn. Để chấm cũng được. Sao Cưng làm nó bể hết vậy Nhi? Nó bể hết vậy. Thảo Nguyên còn trừ rau kìa. Không ăn được rau hả? Được. Làm cái gì vậy? Cuốn lại hả? Không anh chảnh chân ăn cuốn lại. Cứ ăn được rau không Thảo Nguyên? Không. Không hả? Không ăn. Ăn cái chảnh. Ăn thiệt. Ăn dồn dồn nha người ta vậy. Thiếm gì? Chiên cái bún. Được không? Đây. Anh thấy nhiều nhiều. Đây. Đây. Rồi thử làm bên này trước. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Đè xuống nhét gọi luôn. Nó mập vậy không? Mập vậy không? Cái cuốn vàng không nguyên. Ăn phải kìm bên đây lại nè. Để nó không xuất ra. À, hôm nay mấy chị em mình làm cái món hến cuốn bánh tráng đó các bạn. Ăn rất là ngon luôn, đủ vị hết. Nếu các bạn thích món ăn này của chị em tụi mình thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Bye bye.